Cái bài này từ đọc từ lâu lắm rồi chẳng nhớ nữa. Ye won y chiu san à, ye won y ba chiu san nén tao y chiu chia nén cơ à, bần Y cơ chiều chi a nén. y chiu chia nén bần cơ ye chi won chủ trì Quảng Đông省海南县出生于富足之家，他从小爱的是儒家教育。哦，这儒是什家，么？儒家的，儒家高，教育吗？如。儒家教育。儒家教育哈，儒家教育，呀尿，是诗。喂喂，啊喂，啊，2044，哎，有着深厚的传统文化素养。上学读书之后，他爱上了传统武术，从7岁起便拜咏春拳王。cái tên ông này là Lương Trạn nhỉ? Lương Tán, Lương Trạn. Lương Trạn đã cao trú. Trần Trần Hoài Xuân Hóa quý Xuân. sư学习咏春拳。叶问là ông này, ông Diệp Vấn là thế. Diệp Vấn sinh năm 1893, mất năm 1972. Cơ bản Diệp Chi Vân là kế vấn nè. Diệp Chi Vân. Nguyên quán à, tên tên chính là Diệp Kế Vấn, quê sinh ở huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã yêu thích học, chúng từ nhỏ đã được giáo dục về nho học. Có sự giáo dưỡng về văn hóa truyền thống rất là sâu sắc, nhận được sự giáo dưỡng về văn hóa truyền thống rất là sâu sắc. Sau khi上学读书之后，sau khi vào Đi học, học. sau khi đi học, ông ấy đã yêu thích, ông ấy đã rất yêu thích võ thuật truyền thống. Từ 7 tuổi đã gần bái Trấn Trấn Hóa Thuận nè, bái Trần Hoa Thuận là học trò của ông Lương Tán làm thầy để học võ thuật Trung Quốc. Dùng chân chén ở đây là mình dịch Huy là võ Xuân thuật Trung Quyền Quốc rồi nhỉ? đúng rồi, Dùng chân chén. Vịnh Trấn Xuân Hóa Quyền Xuân. Vịnh Xuân Quyền là gì? Thì dịch là võ thuật Trung Quốc thôi đúng không? không, nó là một môn môn riêng của Trung Quốc ấy. Võ thuật, thế thì dịch môn võ Vịnh Xuân Quyền à? Đúng rồi. Vâng. Năm nay là 7 tuổi liền bái thầy Trần Hoa Thuận là học trò của ông Lương Tán là để làm thầy để học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Cao thủ Trần Hoa Thuận. Cao chú là cao thủ đúng không? Trần Hoa Thuận là Học học trò túc. đúng không thầy? Học trò của ông Lương Tán đúng không? Đúng rồi. Lén Trần thầy Trần Hoa Thuận, trò của Lương Tán, là Vịnh Xuân Quyền Vương. Thế là ông Lương Tán là Vịnh Xuân Quyền Vương. Thì trong đó là có ông Trần Hoa Thuận là học trò của ông Lương Tán là còn Vịnh Xuân Quyền mình Vương.
Trần Hoa Thuận là học trò của cao Đỗ Vị thủ về Xuân. môn môn võ Vịnh Xuân Quyền Vương, học trò của Lương Tán, một cao thủ về một cao thủ trong môn võ Vịnh Xuân Quyền Vương. Trấn Quá Xuân sau Ye Wen Quấy Thú Khẩu bèn bú trải chia sâu dân khứa rấn bài huấn xuế chỉ ơ sử ủ y Ye Wen chiêu chứng là Trấn Hóa Xuân đó phân mấn đi tử Ye Wen đó cơ vị sư đi à sư đi Ye Wen đó cơ vị sư đi rú Ú Trung Sụ Trấn gì đây Trấn gì mén đây thầy Trấn rủ mén Tên tên riêng Trấn rủ mén Trấn Rủ Miến, gọi Trấn là rủ mén Trần Nhữ Miên, Hay ở ông này là lấy rủ trí đúng lấy không? rủ trí thôi. Lấy rủ trí tổng Tuy sư đi căng sư trao cụ Yểu chào Trấn Khóa Xuân Trấn Khóa Xuân Trấn Sư Khẩu Vì là À sư sư Trấn Trấn Khóa Xuân Sư Sư Khẩu Vì là Bú trung toàn Xuế Xí Yê Vấn Xuế Sư Đi Bú trung Sụ Doan Yến Chuyến Chỉ Ơ Sứ Liệu Bi Khẩu Xuế Trạng lẽng chư chữ ở đây Lãng là gì? trạng Khẩu khẩu suối lãng thể trạng lãng trạng chư tử khẩu suối lãng trạng chư chữ lãng bì xuế sụ xuế Xuế ủ Vũ. xuế ủ ông Trần Hoa Thuận sau khi nhận làm đệ tử đệ tử của Diệp Vân à Diệp Vấn. Diệp Vấn Nhận đệ tử là Diệp Vấn. đâu thầy Trấn Khóa Xuân sau Ye Wen Quấy Thú Khẩu à Quấy thú. Trần Hoa Thuận nhận sau khi Trần Hoa Thuận nhận Diệp Vấn làm đệ tử thì liền thì không tiếp nhận một đồ đệ nào khác học học môn võ Vịnh Quyền Xuân nữa. 25 là E. Diệp Vấn trở thành cái người đệ tử duy nhất còn lại của ông của Trần Hoa Thuận. Đệ tử phong môn. Đó, đệ Phong tử Duy cuối Nhật. cùng. Đệ tử cuối cùng. Đệ tử cuối cùng ấy. Ừ. Đệ tử còn lại duy nhất ấy thầy. Không phải còn lại duy nhất đầy người, không phải còn lại duy nhất đấy, đệ Đệ tử tử phong cuối môn cùng. đấy, đệ tử cuối cùng thôi. Nói chung là ông ấy đóng cửa đúng không? Phong Đóng Bi. cửa đúng không? Phong phong vấn. Phong vấn ti chữ. Phong môn. Đệ tử cuối cùng. Phong là đóng. Mấn là cửa. Đệ tử cuối cùng của Trần Hoa Thuận. Được rồi. Cưa quầy. Sư ti. Sư đệ đúng không? Sư thầy. Thầy trò Diệp Vấn. Sư Xuân, sư huynh. Các cái huynh đệ của Diệp Vấn như là như vô như là Ngô Trung Tố đúng không? Ừ, rồi, Trần Nhữ đó. Miên lấy là gì thầy? Lôi. Lôi Nhữ Tề vân Ừ. vân đều rất là quan tâm đến nhau. Sau khi thầy Trần Hoa Thuận mất đi để không làm gián đoạn công việc học tập, Diệp Vấn liền cùng với sư đệ là Ngô Trung Tố tiếp tục nghiên cứu môn võ Vịnh Quyền Xuân Nguyễn Xuân hay Quyền. Vịnh Xuân Quyền 26 là B. B là Khẩu Suối Lén Gian Tư Tử con trai của Lương Tán Lương là Lương Bức. Tán. Lương Tán thì học võ Xu Không. ở kia Lương Bích học võ. À, sau này thì con theo trai của Lương con Tán là trai Lương của Bích Lương Tán là Lương Bích để học võ. khẩu khẩu suối sau này theo con trai của Lương Tán là Lương Bích để tiếp tục học võ
Từ đâu rồi thầy? Tiếp theo đây. Làm cuối cùng. Dê quân, sứ Liêu Dê Xuyên quân nè. sứ Liêu Xuyên Na Lén, Nguyễn Lý Phố San, Nguyễn Lý Phố San. Nguyễn Lý Phố San, Phụ Cảng Chiếu Xuế, Chiêu Tú Ý, Sân Thủ Thí Phản Xuế Yuen, 1950 年, Dê quân Zài Tụ, Phụ Cảng, Zài Cảng Chiếu Phan Điện, Zài Cảng Chiếu Phan Điện, Trứ Cung Chủng Khuê Nây, Trấn Sầu Dùng Chân Chuyển Sụ. 27. Đi. Chúng ở y chỉ chứng minh. Chí thú tỷ chú chủng hội chí phân. Chí thú tỷ chú chủng hội chí. Chí Văn thú khuê tỷ chú chủng hội chí phân hội tờ hội员. Cảng chiểu cơ tỷ tờ Trung Quốc công. Cáng chiều vượt cơ ti qua ở Trung Quốc công nhân ngoài 28 hãy hiểu tại cảng tàu ngoại quốc lưu học sinh chí đi tử trung truy chu mình đó sự rằng Trung Quốc vũ trụ văn minh sự kia đó vũ tả truy sinh Lý Xiao Long năm Diệp Vấn 16 tuổi đã Rời khỏi Phật Sơn. rời khỏi Phật Sơn là chùa ấy thầy Đâu, một địa danh của Quảng Đông. rời khỏi Phật Thầy Thọ có Sơn nhận ra mặt ai đây không? Đáp rồi. Dạ. Đáp ngủ Dạ. rời khỏi Phật Sơn đến đến Hồng Kông để học Đấy. học ở học viện Saint Stephen năm 1950. Diệp Vấn lại một lần nữa đến Hồng Kông. Ông ấy truyền dạy môn võ Vịnh Xuân Quyền ở hiệp hội cái gì đây? Tổng hội công nhân à? Tổng hội Gọi là công nhân và chứ cung hay là nhân lại công nhân viên của quán ăn hiệp hội công nhân viên của khách sạn này ạ. Cảng Cửu Khách sạn Cảng Cửu à? Cảng Chiểu Phan Tiện chứ cung chủng khuê nảy choán sâu dùng chân chuyển 27D dạy. từ đó thì trở nên nổi tiếng. Chí thú thì trong đó những cái đồ đệ của ông ấy ngoài những hội viên của tổng hội và của Tổng hội và phân hội phân hội và tổng hội và chi hội cũng được chi hội này chi hội đúng thì hơn phân hội và những công nhân Trung Quốc ở ở khu vực Hồng các Kông và Cửu nơi Long đấy ạ. ở các nơi Đúng Cảng rồi, Cửu ở các nơi Hồng Kông và Cửu Long nó viết tắt của hai từ đấy ạ. Cáng Chiểu là Hồng Kông, là Hồng Kông Sa và Cảng Cửu Long Hứa Chiểu Lúng đấy đúng rồi. ạ. Và ngoài những hội viên của tổng hội đồ đệ của ông ấy, ngoài những hội viên của tổng hội và chi hội, những người công nhân Trung Quốc ở các cái khu vực Hồng Kông và Cửu Long thì còn có những du học sinh nước ngoài sinh sống ở Hồng Kông. Trong những đệ tử của ông ấy, người mà giỏi nhất, người mà xuất chúng nhất đã đem võ thuật Trung Quốc nổi tiếng thế giới. Đó là siêu sao võ thuật Lý Tử Long. Tiểu Long nào Vũ đồng tả truy sinh Lý Xiao Lúng. ngôi sao Truy điện ảnh sinh. nổi tiếng về phim võ thuật Ú Tả là võ thuật Truy sinh tả là truy rất sinh nổi, là ngôi sao lớn đúng không? đúng không Truy sinh là ngôi sao lớn, Ú tả là võ thuật thì là siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long. đó. Đó, thứ tư bộ phận Phần này, cái môn này là môn môn đá truy cầu sinh nhỉ? Đá cầu chứ không phải đá bóng mà thầy.
Nó kiểu như là cái Đá quả bóng, bóng. môn đá bóng cổ đại của Trung Quốc đúng không? Thế mình đây là một hình thức đá bóng thì dịch đá bóng cổ đại hay đá cầu? Nên dịch đá cầu với cái quả này nó không phải quả bóng như thế nhỉ? Không phải quả hơi, nó là quả nén ở bên trong. Quả nén bằng gạo cám ấy, thì nên dịch là đá cầu nhỉ? Đá cầu nghe hợp lý hơn. Đá cầu thì hợp lý hơn là đá bóng. Mà... Chủ truy. chủ trì. Chủ trì sử Trung Quốc cổ đại đại ý xiang chiếu lê运动早在史记早在史记中就有记载。主的意思是用脚踢驱指外面包着皮革，里面装着米糠的球，米糠龙的米糠的球。蹴鞠大意即用脚踢球。Môn đá cầu là một môn thể thao là một trong những môn thể thao lầy chiếu lầy à, một trong những môn thể thao của Trung Quốc cổ đại đúng không? Đúng rồi. Một trong những môn bóng, một trong những môn thể thao về bóng của Trung Quốc cổ đại. Trong lịch sử Trung Trong Quốc sớm đã có ghi chép sử ký nó không hoàn toàn là lịch sử đâu, mà trong sử ký tức là những cái ghi chép về lịch trong sử. cuốn sử ký đúng không? Đúng rồi. Trong cuốn sử ký của Trung Quốc đã sớm có cái ghi chép chu nghĩa của từ chu chính là dùng chân để đá. Thế còn từ truy là chỉ cái quả bóng có cái lớp da bên ngoài. Quả bóng bên ngoài được bọc bằng da Và bằng và da bên bên trong trong thì thì chứa nhồi. cám gạo. Bên trong thì đựng cám gạo hoặc là nhồi cám gạo cũng được. Chủ truy có nghĩa là dùng chân để đá Đá bóng. bóng. Chân để đá cầu cũng được. Nếu đây dịch thì chiếu là đá cầu. Nhưng quả cầu với quả bóng khác nhau ấy. Đây là Cầu mình là âm nghĩ là Hán Việt nó là một mà. cái Bóng là tiếng nghĩa tiếng Việt, đá còn cầu cầu đúng là âm không? Hán Việt. À đúng rồi, ok. Dùng chân để đá cầu. Chủ truy đại nghĩa có nghĩa là dùng chân để đá cầu. Chủ truy chỉ源于齐国都城临淄đúng không thầy? Đúng rồi. Lính Tư, quận Lín Linh Tư Tư. Đây là một địa danh. Chim thiên tờ Shan Đông Sở Tư Bố Ý Tài Chí Xuyên Hoàng Tại Lý Sứ Cung Nguyên Chén San Bảy Sứ Chiểu Nén Tào Cung Nguyên Chén San Bảy Sứ Nén Ý Chinh Sứ Phân Sơn Xính Trong chiến Khăn thị này. Đại Chủ Chu Cân Bây Sư Quấy Trư Quốc Xí Ủ Trư Đạo Chu sân平民, Chu sân平民百姓的汉高祖刘邦不但自己爱踢球，还专门在宫苑中建造粟裕。Chủ truy à, à, chủ粟裕，à, chủ裕chú裕ý的chú裕ý đấy, đây粟裕，也就是踢truy球场，也truy就ý đúng是。hơn, không phải chú ý mà là truy ý À, chi à, chị đằng trước là chị chu, đằng sau là chị truy. chi tạo chi Ye yêu sư Tu chiếu chẳng Han u đi hai ba chi chi a chu chi liều wei chin sư suy len Khơ mu Y tí cao Chiang sư tả Sân thị su chư hứa phản ứng năng lực, binh ý chí chỗ với khảo sát binh chiang thị trường đã sổ đoạn. Hàn Đại hãy xuất hiện là Chủ nghiên cứu truy chu truy vận động đã truyền chủ. Đây là này, chu truy 25 phiên. Đây cũng là Trung Quốc và thế giới上最小的一部体育著作. không chọn. Môn đá cầu bắt nguồn
khởi nguồn từ từ gì? Lâm Chi. Từ đô thành Lâm Chi của nước Tề à thầy? Đúng rồi. Từ đô thành Lâm Chi của nước Tề ngày nay là một vùng, ngày nay là một vùng, là một khu vực thuộc thuộc phố Chi Bác của tỉnh Sơn Đông. Chư Pứa là Chi Bác, thành phố thế ạ. Đúng rồi, tên địa danh. Ngày nay là một khu vực thuộc thành phố Chi Bác của tỉnh Sơn Đông. Khi mà vua Tuyên lên ngôi, Chí Xuyên Hoàng là vua Tuyên lên ngôi đúng không thầy? Đúng rồi. Vua Tuyên Ai nước quay tại à, vị. vua Tuyên nước Tề lên ngôi tại Nước vị cũng Tề. được. Khi mà thời điểm Tề khi mà Tuyên Vương. vua vua Tuyên nước Tề tại vị từ năm 319 trước công nguyên đến năm 310 trước công nguyên thì cái môn đá cầu đã rất là thịnh hành, rất là phổ biến. Thời nhà Hán, môn đá cầu được coi là Cái đạo để được coi trị là quốc một và luyện môn võ. để cao, được coi là trị quốc và luyện võ. Thì môn đá cầu được coi là một phương pháp đấy nhỉ, một 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 đạo. Môn đá cầu được coi là một Một cái đạo để trị quốc một và cách luyện ấy thế võ. ạ, một cách để trị Cách cũng quốc, được. trị quốc và luyện võ. Rồi đây tiếp theo là ông Lưu Bang à, Lưu Bang đúng không? Đúng rồi. Hán cao chủ Lưu Bang là Hán cao tổ Lưu Bang của Hán, Lưu Bang của nhà Hán đúng không? Xuất thân Chưa từ của mình mà rất tất tầng lớp phổ bách tính. thông. Cái Hán cao chủ là một cái triều đại của nhà Hán đúng không thầy? Hán cao tổ tức là cái người đứng đầu, nó không phải là triều đại. Của nhà Hán à? Nhà Ừ. Hán nó có mấy 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 thời giai đoạn đấy. Lưu Bang, Này. Hán cao chủ. Cái Hán cao tổ đấy nó chỉ là danh hiệu của Lưu Bang thôi, người sáng lập ra À, nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. à Ông người xây năm dựng nhà Hán đúng không? đúng rồi, ông sinh năm 256 trước công nguyên, nó qua đời năm 195 trước công nguyên, là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Hán. Chỉ Thế vì từ là năm chính cho nên là 202 trước công nguyên đến năm Hán cao tổ 1995 là trước công Hàn, thì nguyên. dịch là Hàn hoàng đế thôi cho xong Nó là đúng cái không? tên gọi của ông Lưu Bang thôi mà. Gọi là Hán À, cao hoàng tổ. hoàng đế Lưu Bang của nhà Hán, xuất thân xuất thân Tầng lớp thường dân, tầng lớp tầng nông dân được. xuất thân ở tầng lớp xuất xuất thân thường dân, không chỉ yêu thích môn đá cầu mà còn đặc biệt xây dựng cho xây dựng một cái khu vực chơi cầu ở trong vườn ngự uyển, vườn hoa viên đấy. Cũng còn được gọi là nơi chơi đá cầu. Tiếp theo, Hán Vũ Ti là Hán Ngũ Đế đúng không? Hán Ngũ Đế còn đưa môn đá cầu vào trong danh sách những môn để luyện cho đào tạo quân sự, để nâng cao thể chất, để nâng cao thể lực và khả năng phản ứng. Binh ý chí, binh ý chí chùa quấy, và cũng lấy nó làm cách để kiểm tra thể lực của binh sĩ tướng quân đúng không thầy? Đúng rồi, binh lính. Của binh lính. Khan Tài thời nhà Hán còn có xuất hiện, thời nhà Hán còn Đúng rồi. có cái
tác phẩm, còn có sách viết về môn thể thao, sách viết nghiên cứu về môn đá cầu. Đó là cái quyển đá cầu, quyển sách về đá cầu lăm dài tập 25 dài 25 25 bài viết, gồm có 25 bài viết. Đây cũng là một trong những tác phẩm, đây cũng là một trong những quyển sách viết về thể thao đầu tiên ở Trung Quốc và trên thế giới. Rồi. Tao là thắng tài. Chu Tao là thắng tài. Chuy tờ truy truy chủ tờ chùa. Chuy tờ chủ chùa y su hứa. Chu tờ运动技术都有了很大的改进。九变的更圆更轻，运动规则也由原来的直接对抗转为间接对抗，中间隔着球门，双方各在一侧啊，才你这，一侧，双方各在一侧，以射门数多者为胜。而且还出现了女子，杜区。女子蹴鞠不射门，是以踢球的技法取胜。唐玄宗李隆基，永远都唐玄宗李隆基。唐中、宋李显等都曾是当时的球星。đến thời nhà Đường thì cái công tác cái việc mà chế tạo ra quả bóng và kỹ thuật đá bóng đã có rất nhiều thay đổi. Quả bóng thì trở nên tròn tròn hơn. hơn, nhẹ hơn. Các cái luật chơi cũng thay đổi từ đối kháng trực tiếp thời gian ban đầu, đối kháng trực tiếp Chuyển thành chuyển thành đối kháng thi đấu gián tiếp trực trên tiếp. chia gián Ở tiếp. giữa thì có cách của cái cầu môn, đúng không? Hai bên thì mỗi hai bên hai đội, mỗi đội một bên lấy chiến thắng dựa trên người chiến thắng dựa vào số điểm đã số điểm ghi được vào cầu môn, số điểm sút, số quả sút vào cầu môn, đúng không thầy? Hơn nữa người chiến Đúng thắng này, rồi, số quả đá vào cầu môn người sợ chiến mà. thắng dựa vào số quả đá được vào cầu môn nhiều hơn. Hơn nữa còn xuất hiện môn đá cầu dành cho nữ. Môn đá cầu dành cho nữ thì không cần phải rút vào môn, không cần phải rút bóng vào cầu môn, Môn mà người chiến thắng dựa vào kỹ thuật chơi cầu. Thắng Xuyến, Huyền Huyền gì này? Huyền Tông à? Đường Huyền Tông, Đường Huyền Tông, Lý Đường Long Huyền Cơ, Tông, Lý Trung, Lý gì ở cơ à? Lý Long Cơ. Lý Long Cơ, Lúng đúng không? Lý Lúng Chi, Lý Long Cơ, Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ. Thời nhà Đường thì có Tống, Lý Hiển, đều là những người nổi tiếng về chơi cầu thời điểm đó. Thiếu xin. Sùng tài, chủ truy biên tớ công gia sinh sân. Ở chỉ tại chiếu đỏ, chủ chùa phong men, yêu yếu là chi lý bộ pha trản, bộ chỉnh chân chảo, si mi, ở chỉ bố lụ xiên thổ, chữ chứng tờ chiếu dễ sử phân tì yuán. Tao là chinh tai, chỉ mã sơ chen sân xính, chủ truy chen bay lẳng lụa.
đến thời nhà Tống, môn đá cầu càng trở nên phổ biến hơn. Hơn nữa, cái việc chế tạo ra quả bóng cũng có rất nhiều sự thay đổi, cũng có sự phát triển, cũng có rất nhiều có sự phát triển tiến bộ, sự phát triển hơn. Đường kim thì mai tỉ mỉ hơn, hơn nữa thì không lộ mũi chỉ. Mai quả bóng thì đường kim tỉ mỉ hơn, không lộ mũi chỉ. Quả bóng được tạo ra rất là tròn đúng không? Vâng. Đúng không thầy? Đúng rồi. Đến thời nhà Thanh, Càng ngày nó càng tròn hơn. đến thời nhà Thanh cưỡi ngựa bắn cung, môn cưỡi ngựa bắn cung rất là thịnh hành, rất là phổ biến. Nên là môn đá cầu dần dần bị phai nhạt, Bị quên bị mù lãng, mờ. lẩn lẩn lụa. Bị phai mờ. 29. Cân chỉ tiêu toàn. Hà Nội thì bả chỉ thu liệu với chuyên sự xin lên cơ mô sự in vậy. Theo như đoạn 2, Hán Ngũ Đế đưa cái môn đá cầu vào trong danh sách những cái môn để luyện tập quân sự là vì chi chủ chuyên nấng tráng sân chen thị là môn đá cầu có thể rèn luyện sức khỏe. Sang sử cân chi sau vấn xe liệt sô phả trong chuyên tờ sự. Theo như đoạn văn trên, cái câu nào dưới đây là đúng? Si Chuy Chuy tờ chư chùa Yêu lái yê chinh lẻng. Chế tạo việc làm ra quả bóng thì càng ngày càng tinh xảo. San Được. sử y Quan ý Quan ý chủ chuy xe liên là sang trong chuyện. Liên quan đến môn đá cầu, câu nào dưới đây là đúng? B. Chỉ源于今天山东省淄博一带là bắt nguồn từ một vùng của thành phố Chi Bác thuộc huyện thuộc tỉnh Quảng thuộc Quỳnh Sơn Đông. Sang giữa ở truy sự khớ chua sang muốn biểu thị thật sự phù hợp nhất để làm tiêu đề của đoạn văn trên đó là chủ truy môn đá cầu. Cầu đá bóng chung truy tiếp theo tân giả phiến Thầy nhà đâu ơi, thì vào chưa? Tân nhà thính thầy ạ. à, tân giả đặng Thái Bình à, chú suy Ngoài xả quá cả mắt. Thống nén tầng gia thính mân xiảng chống với y mình binh tùng viên tàn sân cao chín nhiều y mỹ ú ủ sấu chảo dù tỏa tờ tha bây rân với mấy ở pha trản chén thú sư sân trái tà hải sân trái thải toàn chưa hải chi hải khu sự sân trái thai ải, chưa chi khu sự trừ minh tờ chuyện điện. Khở sự, tân nhà thính mấy hiểu chuyển dứa rần su. Sân trái bù xín, tha chiêu ý chảo bù lính khố lái. Nị bù. Nị bù đúng không thầy? đi bộ bù đắp À mí bù thầy ạ. à, mí bù mí 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 mình ấy lạ lạ. Cái từ nị nó có hai cái bộ này, không có hai dấu chấm mà bộ băng nữa cơ. Mí bù. Thì cho bố yào tha tha chiêu cân phụ chinh xuế quay là len khảo chi bản cung tha chai thuế sang tha chai thuế sang bảng sang sa tài xéo xéo tờ tha mấy sản trản mấy sản trản thống núa ý bụ tâu có ý dùng chửi tâu có thể dùng chỉ bộ với chân lái xính rúng thuế trung là sổ
手掌，磨破才对，磨破，手掌。手掌磨破了，他从不叫苦，付出总有回报。10岁的他更在全国少年乒乓球比赛中获得团体和单打两项冠军。嗯，冠军。Đặng Á Bình nhá, mơ ước của Đặng Á Bình khi còn nhỏ là trở thành một vận động viên nổi tiếng, nhưng mà chiều cao của cô ấy chỉ có 1m55. Chân tay thì một người mà có chân tay mập mạp như cô ấy được coi là không thích hợp, được coi là không có tiền đồ để phát triển, không có tương lai sáng lạn, không có tương lai phát triển. Đúng vậy. Cơ thể rất là thấp. Đúng rồi, cơ thể rất là thấp. Điều này gần như là một cái điểm yếu chí mạng. Nhưng mà Đặng Á Bình thì không không chọn lựa, bỏ cuộc. Nhận thua. Không nhận thua, không bỏ cuộc cũng được. Chiều cao không ổn thì cô ấy sẽ bù đắp nó bằng những bước chân linh hoạt của mình, bước chạy linh hoạt của mình. Những trường học thể thao không nhận cô ấy thì cô ấy học với bố mình để luyện tập kỹ năng Cơ bản. chơi cơ bản, để luyện tập kỹ năng cơ bản hàng ngày. Cô ấy buộc cái bao cát vào chân từ khi còn nhỏ, mỗi bước di chuyển triển khai thấn là gì thầy? Bước nhảy lên và bước di chuyển của cô ấy đều có thể nói là cái cụm từ này là chỉ bù quấy chen, đều có thể nói là gì, chỉ bù quấy chen là gì, Chỉ bộ với chén ở xin đúng tức là để đạt được tiến bộ. cử bộ duy gian là mỗi bước đi đều rất là Mỗi bước khó khăn. đi của cô ấy đều có thể nói là rất khó khăn. Cái này thì nó phải phải Vậy chung là tức đều là có thể mọi sự thành công đều đều rất là vất vả mới có thể đạt được ấy. từ khi còn là một cô bé, mỗi bước đi, bước triển khai, bước nhảy, bước di chuyển của cô ấy đều có thể nói là trải qua gian nan. Chân bị sưng, chân thì bị sưng, bàn tay thì chảy xước, nhưng mà cô ấy chưa bao giờ than vãn khổ sở. Nỗ lực thì cũng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Năm 10 tuổi, cô ấy giành được chức vô địch ở hai nội dung đánh đơn và tập thể. Đánh đơn và tập thể ở giải bóng bàn thanh thiếu niên toàn quốc. Cái từ thoán thỉ đến xong nó hay là nó Đoàn thể đoàn thể là tập thể, để được đồng giải tập đội. thể và giải đơn. Đánh tan tả là đánh đơn và thoán thỉ là đánh đồng đội. Đồng đội chuẩn hơn. Đồng đội và đơn. Đồng đội, ok. Xin ru cuối trà tuyệt hậu, trao đèn truy trắng, chủ phụ tân gia thính tỏ, chiêu sự, chú ý, yêu chú ý, siêu sĩ, bế lên của lọ. Sứ chỉ sẵn, mấy thiên trân trắng suy lên, quán nhị khẩu, tân gia thính tâu yêu cha lên, tha tờ suy lên lẻng, yêu cho của trân trắng uyên tung nhắn khẩn tua. Tha mấy thiên len chiếu tâu yêu tai lẻng xoang xía, y xoang tây khan suy sư thâu, chiếu tài khoản y xoang. Đấy, cái này từ này thì khan nó là Khoảng sự khoảng khoang à thầy? rồi. Khoang thanh 4 hay thanh 1 ạ? Khoang thanh thanh một Thanh 1 đúng không? thì Y khoang khoang lẻng cái bài cỏ đây khoang cửa.
cái lan Y cái giỏ thôi, cái khoa. khoang lẻng bảy tua cơ xuyên lẹn dùng chiếu tầng gia phiến y thiên nhau tả tèo sứ chỉ khoang tầng gia phiến tờ y tháng xuyên lên cửa xiang tăng ý bảo ý sự ý hoàn mỹ à, chưa hãy mấy soạn sang su chen sự tờ khuây phao à khuây phao Huy tung phai tung chùa. khuây pai à khuây pai là gì thấy khuây pai tung chùa động tác xoay người à ok khuây pai tung chùa tha khái chinh trắng in way tha khái chinh trắng in way xuyên len chùa qua sư phan được sứ chen sau khi vào đội tuyển quốc gia à, huấn luyện viên cái điều mà huấn luyện viên thường xuyên nhắc nhở à, dặn dò Đặng Á Bình nhiều nhất đó là cần phải chú ý đến sức khỏe, đừng có luyện tập quá mức. Thực tế thì mỗi ngày sau khi tập luyện bình thường xong, Đặng Á Bình đều luyện tập thêm. Khối lượng luyện tập của cô ấy vượt qua nhiều hơn rất nhiều so với những vận động viên thông thường. Vận động viên thông thường mỗi ngày cô ấy luyện tập cầu cần luyện mỗi ngày cô ấy Đây luyện này. bóng bàn đều mang theo 2 đôi giày một đôi giày khi sau khi bị ướt đẫm mồ hôi thì liền thay một đôi giày khác một cái rổ gồm khoảng hơn 200 quả bóng bàn để tập luyện Đặng Á Bình mỗi ngày đều tập hết khoảng mười mấy cái rổ bóng một buổi tập của Đặng Á Bình tương đương với một lần chạy khoảng 10.000 mét. Điều này vẫn chưa được coi là điều này vẫn chưa tính đến những cái động hàng nghìn những cái động tác xoay người của cô ấy. Su chen sự hàng nghìn lần, hàng nghìn động tác xoay người của cô ấy. Cô ấy thường xuyên quên ăn vì luyện tập quá mức. Cô ấy thường xuyên quên ăn vì luyện tập chua cua à, đúng rồi, vì luyện tập bóng bàn. Vì luyện tập bóng bàn mà cô ấy thường xuyên quên ăn. Quên mất thời gian ăn cơm chứ không phải quên ăn, không quên ăn lấy đâu sức mà tập. Chưa À quên. Vì cua. luyện tập bóng bàn mà cô ấy thường xuyên quên thời gian ăn cơm. Ừ, để nhỡ thời gian ăn cơm thì đúng rồi, chưa Nên cua ở sự chia. cái câu này nếu mà dịch 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 chuẩn đi tiếng Việt Nam của mình gọi là bỏ bữa đấy ạ. Bỏ bữa. Không, không bỏ, không bỏ, chẳng qua chỉ Không là bỏ đâu ăn chị quá ạ. giờ thôi. Đúng không? Chùa cùa là quá giờ thôi thầy ạ. Tôi nghĩa là bình thường giờ người ta ăn 11 giờ thì có thể cô ấy 1 giờ mới ăn đấy. Chùa cùa À, là không bỏ đâu. chua cua có nghĩa là nhầm, tức là nhầm vượt qua đấy, tức là nhầm vượt qua, đáng nhẽ là ví dụ Thì ăn vào 10 11 giờ thì nó mãi miết, nó tập luyện quá đến khi mà quá cái giờ ấy nó mới sực tỉnh nó đi ăn rồi, chấp nhận ạ. thì vì là mải miết ấy, nên là mới Vâng. quên ăn đấy. Thế thầy Vâng. xong chưa thầy? Chưa, mình đang nghe đây. Vâng dạ. Vâng. À, có một câu chuyện như này em kể cho hai thầy, đó là một nhà bác học ấy thì Vâng. em không nhớ tên, không biết nhà bác học gì nhỉ, không phải Newton ấy. Một nhà bác học mà kiểu như ông ấy đam mê quá thì là ông ấy mời bạn bè của ông đến ăn cơm. Thế trong khi chờ bạn bè đến thì ông ấy bảo thôi chờ thì ông ấy lên trên phòng ông nghiên cứu. Thế thì ông ấy lên phòng ông nghiên cứu thì bạn bè ông ấy đến hết rồi. Đến hết mà chưa thấy ông xuống. Thế bạn bè ông ấy biết là ông mình đã bên nghiên cứu thì không có cái gì mà tách ông ra được, thôi cứ để ông ấy làm việc. Thế là bạn bè ông ăn cơm ăn uống xong hết ông đi về, thì ông ấy nghiên cứu xong ông ấy xuống ông mới nhớ ra là mình hình như chưa ăn cả mình chưa ăn cơm. Thế thì ông mới xuống phòng để ăn cơm, thế ông mới bảo là thế thì bát đũa ở đây hết rồi, ăn xong rồi chưa rửa bát. À thế thì mình ăn cơm rồi chứ không phải là mình ăn cơm rồi mà chưa rửa bát. Đấy có nghĩa là làm việc say mê mà ăn cơm hay chưa ăn không nhớ nữa.
Ô, mình ăn cơm rồi nhưng mà mình chưa rửa bát. Đấy là nhà bác học ấy phải ạ. Thì ở đây cái cô này có nghĩa là cô say mê, quên Với mất quên thời mất giờ ăn cơm, gian và tôi chuẩn là cũng như thế đấy. để nhỡ Tăng gia thính xen khẩu sư sứ sư khua tứ sử sư sư thiêu quảng sử trinh không phải sư sử 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 sư sử sứ sư khua tứ sư thiêu quảng trinh. Ping thán sư chia bài mình chứng trinh liên suy 3 年 3 年保持第一是排名世界第一时间最长的女运动员，也是唯一对来自于她单联，蝉联，蝉联也是唯一蝉联奥运会女子乒乓单球和双打。双料冠军的运动员邓亚萍的注射成就改变了世界世界乒坛旨在高个子中选拔运动员的传统观念，无数人为邓亚萍的球风和球艺所倾倒，倾倒的。金道怎么问呢？金道，就金道，道。金道。Sau khi Đặng Á Bình có lần thứ 14 giành chức vô địch thế giới, thì trong làng bóng bàn thế giới, trong làng bóng bàn thế giới, cô ấy luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong 8 năm liên tục. Nó lại tụt. Là vận động viên nữ đứng đầu thế giới trong một thời gian, là vận động viên nữ bóng bàn đứng đầu thế giới trong thời gian dài nhất, cũng là vận động viên duy nhất liên tục, tráng lẽ là liên tục đúng không? Chán đến Liên là tục giành chức vô địch đánh đôi và đánh đơn của môn bóng bàn tại Thế vận hội. Sự thành công xuất sắc của Đặng Á Bình đã làm thay đổi quan niệm truyền thống trong việc chọn lựa vận động viên, đánh giá cao về vóc dáng ở trong làng bóng bàn thế giới. Chọn lựa vận động viên phải có vóc dáng cao trong làng bóng bàn thế giới. Rất là nhiều người đã bái phục, đã thán phục cái phong cách chơi bóng và nghệ thuật chơi bóng bàn của Đặng Á Bình. San xứ san, cái từ này là từ truyền thống quan niệm chuyển bá运动员. Thế còn cái từ này thế ơi,双料冠军,双料là hai à. Song leo là hai ấy đúng không? Song liệu đúng không? Quán quân, song liệu quán quân. Vận động viên giành quán quân. Vận động viên giành quán quân ở hai nội dung đánh đơn và đánh đôi bóng bàn nữ tại Thế vận hội. Từ song leo là song liệu là hai nội dung đúng không? San xứ san. Ấu thúng tờ tầng nhà thính Đặng Tiểu Bình khi còn nhỏ chen chuế cố phủ su, kiên quyết không chịu thua. Để thua. Quê là lên khảo chi bản cung tầng nhà thính để luyện tập tốt kỹ năng cơ bản. Đặng Tiểu Bình bảo sa tài nà bảng trai thuế sẵn Đặng Tiểu Bình à Đặng Á Bình đeo cái túi cát vào chân. Kinh nhỉ, từ này na bảng như thế nhỉ, Bảng bảng nó là vác theo. khuấn bảng thầy ạ. Chắc khuấn khuấn bảng Cho nó nặng khuấn từ này bạn là thể sao khuấn bảng trai thuế sang. 25 下列哪词语用来形容
邓亚萍进入国家队后的训练生活更合适。Cái cụm từ nào dưới đây dùng để miêu tả cái cuộc sống luyện tập của Đặng Tiểu Bình sau khi vào đội tuyển quốc gia thì phù hợp hơn. Bú quầy chen xin, Em xin. không sợ gian khổ. Cái từ bú quầy này thế này, quầy là cho ăn, không Chuẩn. ăn khổ sợ, không sợ gian khổ. Cái từ Thì bú quầy quay này về cho ăn là phải có bộ khẩu chen. cơ. À có bộ khẩu nhỉ. Thế quầy này thì nó nghĩa là gì ạ? Bú pha, Không sợ, bú pha quay chen khổ à? không sợ, không ngại. Đương Bú nhiên quay là chỗ này không là sợ, không bú ngại. quầy chen xin là không sợ gian khổ, nhưng từ quầy ở đây nó bằng từ tha như thế nhỉ? Đúng rồi, bú pha. Bú pha chen xin. Quay. Bú quầy chen xin, bú quầy chen khổ, bú quầy chen nán, đúng không? Không sợ. Từ bú Nói chung quay. đều Không không e ngại điều gì đó. bú pha. Mà dùng cái từ này ít dùng nhỉ. Bú pha nó dùng nhiều. Bú pha trong trang sử dụng bú Bú quầy. quầy phong ủy chẳng hạn, không sợ mưa Bú gió. quầy phong ủy. Bú quầy ủy sể. Bú quầy phong ủy. Quầy chen nản. Bú quầy chen nán. Bú quầy chen khổ. 36 根据上文下列书法正确的是theo đoạn văn trên. À, cái cách nói dưới nào, cách nào dưới đây là đúng, câu nói nào dưới đây là đúng. Tha dùng sự sử xua mình ải cơ sự thúng yang nâng tá hảo ping pang chiếu. Cô ấy đã lấy thực tế để thuyết phục, để nói rõ rằng cơ thể thấp bé vẫn có thể chơi tốt được môn bóng bàn. Đó, su xỉa. Nghỉ tí đi Thầy đọc nốt bài thầy. Thầy cha cái thôi đọc nốt bài này nghỉ thế nhá. Ôi, đọc từng đoạn một thầy ạ. "我们以前只知道科学域，却没有听说过极限域。极限域，顾名思义，就是让孩子从小冒险体验生活的极限。nhân dịch đi ạ, điều chỉnh. Vâng, chúng ta thì từ trước đến nay chỉ nghe thấy là cái giáo dục khoa học thôi. Không, nhưng mà thầy ơi, cái khưa chế duy này thì là dịch chuẩn là gì ạ thầy? Tại vì cái À, đây nó nuôi là dạy con cái một cách khoa học thầy ạ. À, à vâng, nuôi dạy con cái một cách khoa học thôi, nhưng mà chúng ta thì chưa từng nghe qua cái khái niệm về cái giáo dục là không có giới hạn, giáo giáo dục con cái là vượt qua cái giới hạn, vượt qua cái giới hạn, đúng rồi, cái thầy giáo dục con cái mà vượt qua cái giới hạn đấy thì có ý nghĩa là như thế nào? Đấy chính là để cho con cái mà từ nhỏ thì đã đối diện với cái mạo hiểm và thể nghiệm được cái cuộc sống là không có cái giới hạn. à, trải nghiệm cuộc sống không giới hạn đúng không? À. Cái này cụm này em thấy là thầy dịch rất hay đấy, giáo dục con cái vượt qua giới hạn chuẩn. Australia tờ詹姆斯和米娅是一对典型的极限家长，夫妻俩喜欢挑战各种极限运动。他们的儿子杰克4个月大时，詹姆斯就把儿子吊在胸前，背着一大包旅行用品，一家三口在山上。露营地，在山上露营地的帐篷里过了一夜。杰克4岁就成了探险老手，他与父亲连在同一条绳上攀岩，
跟随父亲从100米高的悬呐，悬崖，悬崖上进行快速滑降，一起从高空跳水。他从来不知道什么是害怕，简直没有他的不能。简直没有他不能达到的高度和深度。cái danh từ riêng này là hai vợ chồng dịch tiếng Anh là gì ạ má? Ông này là cặp vợ chồng James và Đi con My, James. tập không, ông này tên là James thôi. Cặp vợ chồng James và Mia người Australia. À vâng, cặp vợ chồng James và Mia người Úc ấy, thì là một cái cặp đôi cho cái bố mẹ mà cũng được phụ huynh hoặc bố mẹ mà cái giáo dục con cái là không giới hạn điển hình. Cặp vợ chồng này đấy thì luôn là thích đối diện hoặc là luôn thích là đối diện với những cái vận động mà Thầy tức ạ, à, cái luôn là thích thử thử thách các môn thể thao mạo thách hiểm. những cái môn mà thể thao mạo hiểm. Khi đứa con trai của họ ấy thì là Mai Khừa. À, đứa con trai này tên là Giác Chía Khựa. Cách Đấy, bằng Giác. cách bằng thì khi mà mới có được hơn 4 tháng thôi thì cái cô Jane này đấy đã bị cái đứa con này ở đằng trước rồi. Bị nhá, tức là đây là bị với đứa con Đứa đấy, con tức trước ngực thầy ạ. là đấy bị con trước ngực rồi. Đấy thì đằng sau lưng ấy thì là lại mang một cái vali không, cái này dùng dịch là vali không chuẩn, cái Đây gì nhỉ, đây là cái túi. túi ở cái ba lô đấy, cái túi Vâng, rất ba lô chuẩn đấy. cái túi mà dùng cho những cái đồ mà khi đi du lịch rất là to. Thì một nhà thì gồm có 3 người thì ở trên núi căn bạt, đây là căn cái lều đấy phải không ạ, căn căn cái bạt trại đấy, căn cái lều Vâng. trại Qua phải không ạ, đêm thầy ạ. vâng, qua Ở đêm ba người qua đêm trong một cái lều trại trong một cái lều ở trại khu vực đây là tuy là trên khu vực cắm trại trên núi ở cái khu vực mà vực cắm dã ngoại núi, vực dã ngoại và vậy. cái đứa con mà bốn Rách. và cái thằng Z này khi mà lên 4 tuổi thì đã trở thành cái người mà có cái trải nghiệm về láo sẩu, tức là cái người mà Giỏi. đã giỏi rồi, mới có hơn 4 tuổi rồi mà đã trở Cái thành giỏi mạo đã hiểm luôn. giỏi rồi. Nó cùng với cái người cha ấy thì luôn luôn là cùng nhau mà cùng cùng nhau đấy mà bám vào cái dây để mà leo lên các cái vách núi. Và cùng với người cha ấy, thì ở trên những cái vách núi như thế, các cái vách núi sâu như thế đến hơn 100 mét thì cùng nhau là trượt xuống. Đấy, cùng nhau thì là từ ở trên không, từ từ ở trên cái chỗ cao mà nhảy xuống dưới nước. Nó thì từ xưa đến nay thì cũng không biết là sợ hãi là như thế nào cả. Thì đến nay như là độ sâu cũng như là những cái độ cao ấy thì không có gì có thể cản trở được nó. À, quả thực là không có độ cao và độ sâu nào mà anh ấy Là phải sợ bị. đấy, nó không đạt Vâng. được đấy, tức là Vâng. không. Mà Chú anh xin thấy sự chưa? kia如今世界各地涌现出的极限家长不在少数，怀大克莱一家的全部家当都装在汽车里。晚上就搭起帐篷，睡在折叠床上。除了必要的生活用品外，他们几乎一无所有。父妻俩还教孩子如何观察周围环境，在野外辨认方向和读懂地图。孩子们在不断变换驻地的日子里，学会了用最快的速度适应新环境，学会了收集燃料，节约饮水。
用可以到手的原始物品制作用具，甚至给自己做玩具，从来不会为每天不安定的生活而痛苦。Vâng, nếu như trên cái thế giới này đấy, vâng, nếu như là Ê giống ơi, chim ngày nay, vâng, ngày chú nay thỏ đâu mất rồi đây à? đây 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 À vâng, không thấy. ngày nay thì trên cái thế giới này đấy mà xuất hiện những cái trên Cha thế giới mẹ. này xuất hiện cái danh từ là Cha bố mẹ. mẹ, vâng, Hoặc là xuất hiện những cái là gia phụ đình mà huynh, giáo vâng. dục Giáo dục con rất cái mà không có cái giới hạn thì cũng không là phải là nhiều. đâu. Ừ. Vâng. Đây là cái danh từ riêng này là tiếng Anh là gì ạ? Khoai thá cưa chai. Vâng. Khoái thả cửa lái là cái danh từ riêng ấy, tên tiếng Anh như thế ạ. Là gì ạ? À? Một gia đình gì đấy, gia đình kia này, gia đình gì em chưa tra. Vâng. Đây, Một toàn gia bộ đình một khoái thả cửa gia lái. đình này thì vâng thì Khoái thả. là đều là ở trong một cái xe thùng này, một cái xe. Cái này thì phải là cái văn hóa ở bên nước ngoài cơ, thầy thầy Thọ. Ví dụ ở bên nước Vâng. ngoài ta có cái hiện tượng là cái xe người ta cải Rồi. tạo thành một cái không gian để có thể ở được, để ăn được, để người ta có thể đi được khắp nơi. Người ta cứ kéo xe đấy mà đi khắp nơi, người ta có thể đi du lịch và người ta sinh hoạt trên một cái xe đấy ạ. Vâng. Vâng. Thầy Thầy ơi, cái này là cái này là ví dụ là chia tang là các cái đồ dùng trong gia đình thì như kiểu cái từ chia tang ấy thầy. có cái từ lúc nãy là khoái thả cưa cưa lái là một thành phố nằm ở New Zealand thuộc vùng Waikato, À. tên địa danh ạ. Thì chỗ này là chia tang là đồ đạc, toàn bộ các đồ đạc của cả gia đình đều để ở trong xe thùng đấy Đúng nhá. rồi đấy, đồng đều là ở trong trong một cái xe đấy ạ, trong một À, trong cái cái xe xe. đấy. Còn buổi tối thì là họ căng màn, họ căng bạt ra đấy, Dựng lều thầy ạ. bằng dựng lều Lều thì trại. bằng ngủ ở một cái giường gấp, một cái giường gấp ngoài những cái Chứa vật tía dụng, là gấp đúng không thầy nhỉ? bằng Chứa tía. giường gấp đấy ạ. Vâng. Bằng tức là chứa tía, nó là cái giường mà khi mà người ta không ngủ nữa thì người ta sẽ gấp vào để cho nó giảm cái diện tích đấy ạ. Bằng Vâng ngủ thì ạ. người ta căng ra, và ngoài những cái vật dụng mà sinh hoạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì bọn họ hầu như là sẽ là không có cái gì cả, hoặc là họ sẽ tiết chế hết, hoặc là cái câu Gì này là có không có. là không, hoặc là dịch cái câu này có thể văn vẻ hơn, có lẽ là ngoài nếu như những vật dụng mà không cần thiết để phục vụ cuộc sống hàng ngày của họ thì họ đều là không có cái gì cả, phải không ạ? Và À, đây hai thì vợ chồng họ ngoài những cái nhu yếu phẩm cũng được, nhu yếu phẩm cần thiết bằng hai vợ chồng họ họ cũng chẳng là có dạy mang theo gì cho, cả. bằng hai vợ chồng họ thì là dạy cho con cái, dạy cho cái đứa con trai ấy, thì là phải biết là quan sát cái cuộc sống xung quanh đấy, ở cái đọc được cái bản đồ để mà nhận biết được cái phương hướng ở bên cái nơi ngoài hoang dã. Thấy những cái đứa trẻ đấy thì là không ngừng thay đổi, ngày càng thay đổi khi gì. Nhưng mà Đây cái thầy ạ, hai từ trong loại là cái những đứa là trẻ sống ở những đứa trẻ trong cuộc sống hàng ngày không ngừng thay đổi thì chúng học được cách thích nghi với môi trường không, mới một hai cách cái nhanh từ nhất. ở, hai cái từ ở trong ngoặc thì Chu cha nó là tỳ cái gì? là Chu nơi tỳ là ở, trụ sở, nơi à nơi quân. à không, thế nơi thì ở thế thầy ạ. những cái đứa trẻ đấy không cái ngừng mà thay đổi trong cái cuộc sống để mà tựa Thế như ơi, kiểu chỗ vượt này qua. là gì? Trong những ngày mà những đứa trẻ sống ở những cái môi trường thay đổi ấy thầy ạ, trong những ngày Vâng. tại sao mà lưu tư lý là trong những ngày những đứa trẻ Vâng, thì hay là và chúng nó học để biết được cái thích nghi được với cái hoàn cảnh sống một cách mà nhanh chóng nhất, thì học biết được là cái thu thập, mà học biết được lượng được những cái nhiên liệu thì tiết kiệm được cái ăn uống, phải không ạ? chín Dùng sợi đồ uống nhỉ, con đồ ăn thầy.
ý Vâng, chảy nước uống. dùng những biết dùng những cái tay thì biết dùng những cái đồ mà nguyên thủy bằng tay, có thể là chế tạo ra những cái dụng cụ cho cuộc Dao sống tay là này. dao sẩu là có trong tay thế ạ? Vâng, đấy. Dùng những cái đồ vật nguyên thủy có trong tay để chế tạo đồ dùng. Và đồ dùng hàng ngày, thậm chí là giúp chúng nó có thể làm được ra đồ chơi. Thì từ đây là không không thể là vì là mỗi ngày mà cuộc sống mà không có được ổn định mà chịu thống khổ, tức là chịu khổ sở vậy không ạ? Cuộc sống không ổn định mà vất vả. Vâng. Thậm chí là làm đồ chơi cho chúng từ trước đến nay chúng không vì khổ sở từ trước đến giờ đều từ trước chưa từng vì cuộc sống không ổn định mà than khổ Mà sở, cảm thấy vất vả. cảm thấy khổ sở. Chỉ rư y toàn sư phim bay rấn phang tạo là hoàng sẵn. Sư phim chung, phụ chinh chạy ủy cơ sư xuê đỏ. Nán khái câu thông tinh chinh của 30 phân钟 的热身慢跑后，这个4岁的男孩脱掉了自己内外的衣裤，仅穿了一条嫩黄色的小短裤和运动鞋，快速跑入风雪之中，而当清天晨，清晨的室外。最低气温是-13度，大街上几乎看不到一个人，只有他在厚厚的雪地里晨跑。开始小窍火，可能有点冷，一边跑一边带着哭腔跟爸爸要抱抱，不想再跑了。很快，孩子的头上挂满了化雪，挂满了雪花。可最后还是在父亲的鼓励下，小家伙坚持跑了大约5分钟。对，mấy ngày gần đây Anh ơi, xem dịch đi. Anh nhặt đâu hả? yêu Thảo là Thì còn trong nhóm không mà thầy? con ạ. Đấy, chị lấy gì thôi Vâng ạ. mấy ngày gần đây. Gần đây một đoạn video được mọi người đăng lên mạng xã hội. Trong đoạn video này, ông bố cùng với đứa con trai 4 tuổi đang trò chuyện. Và sau 30 phút chạy chậm mà Làm nóng người. khởi động. Sau 30 phút chạy chậm khởi động, đứa con trai 4 tuổi cởi bỏ áo ngoài của mình, cởi bỏ quần áo ngoài của mình, nó chỉ mặc một chiếc quần short màu vàng nhạt và một đôi giày thể thao và đi một đôi giày thể thao, nhanh chóng và chạy trong gió tuyết. Gió tuyết. Tuy nhiên cái ngày hôm đó nhiệt độ ngoài trời vào buổi sáng sớm chỉ là Thấp âm nhất. 13 độ thấp nhất. Nhiệt độ thấp nhất ngoài trời lúc sáng sớm là -13 độ. Trên đường thì dường như là không có một bóng người. Chứ hiểu, chỉ có mình cậu bé chạy vào trong chạy buổi sáng sớm trong đường tuyết rơi dày đặc. Lúc mới đầu cậu bé có trông thấy Lạnh. hơi một lúc mới đầu thì cậu bé hơi lạnh. Vừa chạy vừa khóc đòi bố ôm, không muốn chạy nữa. Chẳng một lúc lâu sau, chẳng mấy chốc thì trên đầu cậu bé phủ đầy hoa tuyết. Nhưng mà cuối cùng thì dưới được sự động viên của bố, cậu bé kiên trì chạy được khoảng 5 phút. Tôi sự quảng miến mân Y luận phân phân, nhiều người认为极限教育是一种爱心教育，是一种超过溺爱的大爱，超尤越。其超越溺爱的大爱。
尤其值得溺爱孩子的父母学习。有人认为，探险活动可以培养儿童长时间集中注意力。在探险活动中，他们需要观察周围事物，收集各种信息来帮助自己做出决定。有时还要制定多种方案。探险对增强体质和意志力能起到很大的作用，这不是什么坏事。持不同意见者则认为，对于儿童探险存在的风险，不是每个人都能清楚地认识到的。让什么小孩子身处险境，可能会遇上各种不测。给读奶奶读的呢？奉劝。奉劝家长放过幼小的孩子，对脆弱的他们还是不要大意。về điều này, cư dân mạng lần lượt đưa ra rất nhiều bình luận. Có người cho rằng giáo dục con cái vượt qua giới hạn là một kiểu giáo dục với tình yêu của cha mẹ, là một cái kiểu giáo dục, là một cái tình yêu lớn vượt qua cả cái sự nuông chiều. Đặc biệt những cái cha mẹ mà nuông chiều con cái thì rất nên học tập. Có người cho rằng các cái hoạt động mạo hiểm có thể rèn luyện cho bọn trẻ có được cái sự tập trung trong một thời gian dài. Trong các cái hoạt động mạo hiểm, chúng cần phải quan sát được sự vật xung quanh, thu thập được nhiều tin tức để có thể giúp đỡ mình đưa ra quyết định. Có lúc còn phải đưa ra nhiều phương án, có lúc còn phải lập ra nhiều phương án. Những cái hoạt động mạo hiểm có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và ý chí. Đây không phải là một việc xấu. Những người mà không đồng tình với quan điểm này thì lại cho rằng mạo hiểm đối với mạo hiểm mà mạo hiểm đối với bọn trẻ thì có Thám hiểm. Thám hiểm đối với bọn trẻ thì tôi gọi thám là niềm hiểm nguy với hiểm. bọn trẻ thì luôn có nguy hiểm. Không phải là mọi người không nhận thức được điều này, không phải là mỗi người chúng ta đều có thể nhận thức rõ được điều này. Để cho bọn trẻ đi vào những nơi nguy hiểm, có thể gặp phải các cái Điều việc bất chắc. không lường trước được. Điều khuyên là các bậc cha mẹ Phương chuyển khoan cuộc, một mình ngồi ở tại không được để cho con trẻ khoan cuộc là gì nhỉ, bỏ qua bọn trẻ à? không của Khuyên những bậc cha mẹ không không được chủ quan đối với những cái đứa trẻ còn nhỏ và yếu ớt của họ. hiện tại không được lơ là Bu yao tai yi, lơ là chủ quan. chơi rùa, tức là yếu ớt chơi rùa tham mình hay sự bây giờ tại không được bỏ không được lơ là bọn bọn trẻ nhỏ và sơ ý đối với Được những lơ đứa là trẻ trẻ yếu ớt. nhỏ, sơ ý với những đứa trẻ yếu ớt. Trai khưa quấn tợ mây rúng tha mân tạo quan tiện trần mây giang Đèn tụi mình nha.
ở chỉ dưới cần đấy, ngoài ở tức là chơi thật ở xinh mai đây, ở dưới người ta có đưa ra cái quan điểm này, một cái quan điểm là cứ để cho chúng nó thử thách thì tự trong cái thử thách thì rồi chúng nó sẽ cứng cáp lên. Hai nữa là người ta sẽ đưa ra cái quan điểm là những cái đứa trẻ đấy, bản chất những đứa trẻ là khi nó còn trẻ thì cần được nâng đỡ, cần được bảo vệ chở che, chứ nếu để chúng nó thử thách như thế thì chưa chắc đã là tốt. Thì theo như quan điểm của thầy giáo cùng với Mai là mọi người là ủng hộ cái quan điểm nào ạ? do quản khái dự tầng tha chẳng ta là trái kể tha chan trai nên có phương triển cố tùng Ừ. rán khoa là tha thân thể tha chơi rùa là chứ xính. À, Thế dù còn còn ý kiến của Mai, tức là ý là ý kiến của thầy Thọ là khi đợi đến khi lớn một chút rồi khi lớn rồi thì mới cho chúng nó thử nghiệm những cái thứ mạo hiểm như thế, cái còn của Mai, cái còn nhỏ thì vẫn phải bao bọc chở che chúng nó, còn của Mai thì là thế nào?我跟邵老师差不多一样，我跟邵老师的意见差不多一样。嗯。从小应该利用科学育教育孩子，长大以后可以利用可以按极限域教育他们。还有吗，师傅？师傅有什么意见吗？Mai ơi, Mai, À, dạ. những cái bài như thế này mình với Mai cố gắng phải viết tóm tắt đẩy lên trước cho thầy để thầy duyệt, thì cố gắng viết thì nó mới Vâng, viết thì nó mới ra thế ạ. vâng nhé. À? Vâng, nói ấy, tốt nhất là nói đi ạ. Không viết đấy, cứ viết, người ta bảo viết mình viết cho nó Vâng, chính xác, viết xong nhưng nói mà mà. sau mình sẽ nói theo cái ý của mình. Vâng, viết xong nói ạ. Bài này hay lắm ạ. Bài đẩy 2 cho 6 hay. Viết xong nói. Viết xong thì mình mới có khả năng mình nói được thế ạ. Thầy giáo ạ. À? Dạ. Thầy giáo cho cái sườn, nếu mà ví dụ như một bài như thế này mà viết thì nó yêu cầu. Ôi rồi. Như là cô đọc lại nó như thế nào thì thử cho một cái bài mẫu ấy để mình biết đấy. À, đấy là để bài mẫu, nhưng mà theo em thấy ấy, thì mình nên tự viết trước, sau đó mình đọc bài mẫu sau thì mình sẽ ok hơn thầy ạ. À? Không, hình như Như là là nó thầy Thọ có sẽ một cho bài cái, mẫu. không, hình như là nó có một cái cách là tức là mình phải nhớ được cái nội dung như thế nào đó, thời gian địa điểm nhân vật và sự kiện và kết thúc đấy, nó phải có cái đấy thế ạ. À, nó Như phải là được viết đảm bảo đơn cái nhỉ. yếu tố. Vâng, ví dụ như là đây nhá, người ta cho thầy giáo ạ, Vâng. người ta cho là mình đọc cái này trong 10 phút, sau đó người ta thu lại cái bài này, và khi mà mình viết lại thì cô đọc khoảng độ 400 từ, nhưng với yêu cầu là phải đạt được cái nội dung mà nó vẫn có ở trong cái bài viết đấy, và không được đưa thêm cái ý kiến riêng của mình ra, và cái đầu đề thì mình tự đặt. Thế ví dụ như cái bài này thì là Mai sẽ đặt đầu đề là như thế nào ạ? Cho ý nói sự phương pháp. Không, thế thì người ta có hai cái đầu đề cơ mà. Đây là người ta có hai cái phương pháp giáo dục như này. À,应该如何教育孩子？Đầu đề nó chỉ ngắn thôi thầy ạ, không đầu đề không nên dài. Thế thì ví dụ như Mình theo như lại lên lên lại lên nói đưa cả hai cái là đưa cả hai cái là ví dụ là科学域和知识域, bì chào科学域和知识域. đúng rồi đấy, cái so sánh giữa hai cái phương pháp giáo dục ấy, thì là chuẩn, hoặc là mình có thể đặt đầu đề là nên nên chọn là cơ chế duy hay sư科学域,知识域,你选择哪一个？đấy. Cũng được thầy ạ, thế nghe hấp dẫn. À. Khơ chế ủy ủy chỉ xem ủy lý chuyển dứa là ý cửa a cha trắng in cai chuyển dứa là ý cửa Thầy giáo à? Đây, dạ. Thế không biết là người ta cho mấy cái ví dụ ở trong đây mà mấy cái nhân vật ở đây thì mình không biết là mình có phải nhớ được cái nội dung hay không nhỉ, hay mình có chứ, hay nhớ có nội dung. bạn có mình nhớ về nội dung mình viết đấy thầy ạ. À, Tức phu là thế su mình phải mà. nhớ được cái nhân vật là
ví dụ hai vợ chồng người Úc thì tên là gì này, và đứa con Không cần đâu thầy ạ. À. Đây thế này, ạ. thầy nhớ được cái gì thầy viết theo đấy. Ví dụ nhá, người ta bảo là đọc kỹ đoạn văn dưới đây, thời gian 10 phút. Đọc, khi mà đọc thì không được miêu tả hay ghi chép lại. Sau 10 phút thì bắt đầu là sâu chỉ duyệt thú. Sau 10 phút để thu thập cái tài liệu mà mình đã nội dung mình đã đọc được. Sau đó thì viết một đoạn văn rút gọn, ngắn. Thời gian viết là 35 phút. Tiêu đề là do mình tự nghĩ, nó như của một bài văn đấy. Vâng. Chỉ cần tường chỉ cần nói lại nội dung của cái bài này thôi thầy ạ. À. Nói lại Đấy. nội dung chứ không, không cần phải viết viết theo văn của mình đâu. Không được thêm quan điểm của bản thân. Cái bài này người ta yêu cầu là thuật lại nội dung của cái đoạn này. Vâng. Và số từ thì không được quá khoảng 400 chữ. Khoảng 400 từ. Vâng, Cái 400 này là chữ. phụ su thôi thầy ạ. À. Chứ còn nếu mà nó cho mình mà làm văn, nó cho một đoạn, nó cho một câu thôi, xong bắt đầu nó bảo mình làm. Cho một câu về chủ đề thôi, xong nó bảo mình làm. Còn cái này là phụ su. Phụ su thầy cứ tường thuật lại nội dung của nó khoảng 400 chữ thầy ạ. Em vừa phu su rồi đấy. Thì Cao cái phần này cái phu phần nói ấy. Vâng. Chứ còn nếu mà nó viết một đoạn văn thì nó lại là như này, nó kết hợp cả hai, vừa viết văn vừa thuật lại thầy nhờ, su rồi. nó kết hợp cả hai luôn đấy. Nhờ phu su. Đúng rồi, Vâng. khám tổng thư khoa nhưng phu su vừa lẻo. Thầy ơi, thầy cho nghe qua cái bài mới trước đi, để buổi sau chủ nhật học bài mới luôn. Tớ a su. Tí a su. Hay cứ nói chuyện xong là chủ nhật nghe rồi đằng nào cái phần có cái phần đặt câu với từ ấy thầy, nó cũng hay. Chủ nhật nghe một thể, nghe xong đặt câu một thể nó hợp lý hơn. Tớ Yeah. sao mà tôi xin á, 25 nhỉ? Khiếp, học lâu quá. Nhưng mà em lại thích học chậm thôi chứ không thích học nhanh. Học nhanh trong đầu chẳng có, cũng chẳng vào được. thay tua là thay tua chứ sự là Thầy nhà đôi. dạ. À, thầy vẫn còn đây à? Thầy có thích học nhanh hay thầy thích học nhanh hay học chậm ạ? À? Mình cũng cứ thế này là hơi chậm, nhưng mà thôi mình cứ đủng đỉnh như này thôi, mình học để mà nó ngấm kiến thức chứ không phải để chạy Thầy đua thoại, thầy tắt bia ghi âm đi. đâu. À, vâng.